Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là Long An đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất. Ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều phương án ứng phó và phòng chống với biến chủng mới này. Để ứng phó với biến chủng mới Omicron, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quỳnh Minh Phúc cho biết, Long An đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó tập trung các giải pháp ngăn chặn từ xa, phát hiện sớm để cách ly, tiêm ngừa và củng cố hệ thống điều trị để kịp thời cứu chữa. Trước tình hình này thì Long An thì cũng có những cái động thái theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Trước đó, tức là đầu tiên là chúng ta quản lý đối với những cái đối tượng mà nhập cảnh qua đường bộ hay đường không, xét nghiệm lấy mẫu ngay từ đầu và cách ly theo dõi nghiêm ngặt đối với các đối tượng mà nhập cảnh vào Việt Nam, tăng cường cái công tác điều trị của ngành y tế đối với cái chủng Omicron hay là cái chủng Delta hiện nay, thì vẫn tiếp tục chuẩn bị các cái phương tiện, vật tư y tế, thuốc men để đảm bảo trong cái công tác điều trị đối với những cái trường hợp mà lây nhiễm. Nhất là hiện nay thì tỉnh cũng tranh thủ đề nghị Bộ Y tế cấp cái thuốc đặc trị diệt virus COVID-19. Hiện nay thì tỉnh cũng cố gắng làm sao để đảm bảo là khi mà có người nhiễm COVID-19 thì có thuốc điều trị. Biến thể virus Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy so với các biến thể trước đó. Do vậy, mọi người cần tiêm phòng ngay khi có vaccine và tiếp tục theo dõi các khuyến cáo hiện nay về phòng tránh sự lây lan của virus, bao gồm giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ cho môi trường trong nhà được thông thoáng. Hiện nay, việc tiêm chủng đang được tỉnh triển khai mạnh mẽ, trong đó tập trung mũi 3, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, đặc biệt là tiêm vaccine cho trẻ. Đến nay đã có trên 169.700 trẻ từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1, chiếm hơn 105%, và hơn 146.200 trẻ được tiêm mũi 2, chiếm trên 91%.